Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Ảo Mộng Chiêu Tiên. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm môn phái Liệt Sơn, để xem ra là môn phái cầm cung này thì nó sẽ bắn như thế nào nha các bạn. Mình thì rất là đam mê những môn phái mà đánh tầm xa và cầm cung đó, hoặc là những môn phái mà sát thủ, thì đúng là gu của mình luôn nha. Và với môn phái này thì mình đang lựa chọn nhân vật là nữ, với mái tóc là đỏ rực rỡ luôn, cho nó cháy nha các bạn. Cầm cung có tí lửa cháy cháy nó mới chất chơi người rơi nha các bạn ơi. Môn phái Liệt Sơn thì là môn phái có tầm đánh cực kỳ là xa. Để khi mà chúng ta đi vượt ải, đi phụ bản các kiểu con là điểu ấy, thì nó sẽ giữ được vị trí và đỡ bị mất máu hơn nha. Nếu như những cái môn phái mà đánh gần phải lao vào cận chiến đấy, kiếm ai mà ngắn thì phải lao sát vào con boss, chắc chắn là sẽ phải chịu sát thương nhiều từ con boss rồi. Nhưng môn phái Liệt Sơn này thì được cái là đứng xa cứ thế là bắn thôi, xả skill tên càng nhiều càng tốt để gây được nhiều sát thương đấy các bạn. Và môn phái Liệt Sơn thì mình thấy là khả năng bạo kích cũng khá ổn nha các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy môn phái Liệt Sơn bắn sướng không? Wow, skill chiêu thức kéo cung tên bắn hơi chất nha các bạn. Đó, nhưng mà một số skill thì nó vẫn phải đánh tầm gần hơn một chút, phải chạy lại kẻ địch thì mới có thể là bắn đấy nha các bạn. Đấy, đặc biệt là nó sẽ có một số những cái skill mà phải vận khí các bạn ạ. Vận một lúc thì nó mới bắn ra mạnh được, còn nếu như vận ít thì chỉ bắn được nhẹ nhàng hơn một tí thôi. Với lại mình thấy một cái nhược điểm của môn phái Liệt Sơn cung thủ này, tức là nếu như mà khi chúng ta đi trên quái ấy, những con quái nào mà nó đứng đông quá mà mình không giữ được vị trí mà chỉ trên một mình thôi á, thì nó rất là yếu, phải đi cùng với cả đồng đội thì môn phái Liệt Sơn này mới có thể là phát huy được sức mạnh của mình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích bộ skill của môn phái Liệt Sơn nha các bạn. Ở giai đoạn đầu game thì chắc chắn là có hai skill bị động rồi, một là tăng chân khí và cái thứ hai là tăng bạo nha các bạn. Còn về skill chủ động thì bắn được một con phượng hoàng và sau đó là bắn khá nhiều mũi tên nữa nha các bạn ơi. Và có một con phượng hoàng thì bay xung quanh một cái mục tiêu và nó sẽ gây thêm sát thương cho cái mục tiêu đó nha. Và cái skill con phượng hoàng đấy thì nó còn có thể là khiến cho kẻ địch bị giảm né nữa các bạn ạ. Skill tiếp theo đó chính là kinh chiều phá. Skill này đi farm rất là tốt nha, bởi vì nó sẽ bắn ra một vùng và trong một vùng đó thì nó sẽ bắn tối đa được 4 mục tiêu. Mỗi mục tiêu thì nó sẽ bắn 5 nhát này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đấy, skill này bắn rất tốt này. Rồi luôn, bắn tầm xa nha. Nên là đi farm rất ngon lành cành đào các bạn. Rồi đây mình sẽ oánh chúng nó luôn này. Đấy, mình sẽ đánh được 4 mục tiêu nha các bạn. Bắn 5 phát luôn, thôi bị chất chơi mình rơi đấy. Wow, tiếp theo một skill nữa là Phúc Úc Lưu Phương. Thì trong 4,5 giây, mỗi 0,9 giây là sẽ phóng sát thương cho 4 kẻ địch xung quanh này, kèm 3% công gây 45% sát thương và tăng phòng ngự cho bản thân nha. À, skill này thì có thể hỗ trợ cho môn phái Liệt Sơn khi mà chúng ta đi trên quái ở phó bản này các bạn ơi. Đây, chúng ta cứ đến những cái vị trí nào mà đông đảo nhất luôn này. Rồi, chơi luôn. Đó, các bạn thấy không? Gây sát thương cho kẻ địch và thủ tăng lên nha. Rồi, múc mày luôn này. Dã luôn, tiếp tục. Đấy, skill này đi farm thì khá được, với tội là hồi chiêu thì hơi lâu một tí ấy. Rồi, đây, các bạn nhìn thấy là hồi chiêu tận 19 giây. Tiếp tục, một skill cuối cùng. Đấy, skill đấy thì vận càng lâu thì sát thương gây ra càng khủng khiếp. Và thậm chí là chỉ một skill thôi mà kết liễu được cái mục tiêu kia luôn nha các bạn. Trong khi đó, những cái mục tiêu đấy nếu như mình đánh skill thường thì không thể nào kết liễu được. Sức sát thương của skill này rất là to. Tuy nhiên là nó sẽ mất thời gian để vận. Và trong cái khoảng thời gian mà các bạn vận công này, mà bị đánh và bị choáng ngắt chiêu ấy, thì nó sẽ chỉ tính được sát thương đến cái lúc mà bạn vận thôi. Ví dụ vận trong vòng 5 giây thì các bạn gây ra được 1.000 sát thương, mà các bạn vận được 3 giây thì nó chỉ gây ra được tầm 800 sát thương thôi nha các bạn. Kiểu vậy. Thì trong bộ 4 skill ở giai đoạn đầu tiên này thì ba cái skill này là kỹ năng của nhân vật. Còn cái skill mà các bạn có thể thấy là xoay vòng tròn đấy, gây sát thương cũng như là tăng thủ, đây là skill của cái pháp bảo nha các bạn ơi. Thì các bạn xài pháp bảo gì thì chắc chắn là các bạn sẽ có skill của pháp bảo đấy thôi. Còn cái skill đầu tiên này thì là skill đánh thường, không nói nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu đến cái skill cấp 2. Thì cái skill cấp 2 này chúng ta có thể mở khi mà đạt những cái level nhất định nha các bạn. Đánh mục tiêu từ xa và gây ra 200% sát thương, kèm thêm 87 công. Tức là chỉ số công của mình càng nhiều thì cái sát thương cộng thêm càng lớn nha các bạn. Số lượng mục tiêu càng thấp thì sát thương càng cao. Wow, thế thì skill này sẽ rất là tốt khi mà chúng ta có thể đi PK. Nếu như mà solo 1v1 ấy, thì chắc chắn là cực kỳ khủng khiếp luôn. Bởi vì tối đa kèm thêm 300% sát thương, rất là ngon lành cành đào các bạn ơi. Thiên diễn trận pháp xem nào. Phóng pháp trận phạm vi 7 bước ở dưới chân, tăng cho đồng đội xung quanh 1% phòng và 2% công. Bản thân nhận x3 hiệu quả luôn, tức là sẽ là 3% phòng và 6% công. Level càng cao chắc chắn là cái tỷ lệ phần trăm này nó càng gia tăng lên nha. Đồng thời khiến bản thân có thể phát hiện địch trong trạng thái ẩn thân. Ồ, hay này. Hợp lý.
Đây là cái skill có thể mà khắc chế được vào những môn phái kiểu sát thủ có kỹ năng ẩn thân như các bạn. Được đấy. Wow. Kỹ năng bị động là tăng choáng này. Ngon. Có choáng mà tốc độ đánh cao, đánh tầm xa này. Có khi kẻ địch nào mà tay gần chưa kịp chạm đến người mình là dính choáng sầm lờ luôn các bạn. Kháng định thân tăng 70 này. Tiếp theo một kỹ năng chủ động nữa là dùng kỹ năng xong thì bắt đầu tích sức mạnh công 16 ô phạm vi chữ nhật phía trước trong 1,5 giây, sát thương kỹ năng kèm 5% công và tạo 85% sát thương. Sát thương gây ra lại không nhiều. À nhưng mà lại có dần tăng cấp thêm cơ các bạn ơi. Kèm thêm 10% công, tạo 340% sát thương, hiệu quả trị liệu và hồi sinh lực của người chịu đòn giảm 25%, kéo dài 5 giây, hồi chiêu là 15 giây. Và sát thương kỹ năng tích lực này chắc chắn là chính xác. Ấy hay thế nhở. Nó không bị trượt các bạn nha. Wow, được đấy chứ. Nhưng mà phải vận công cũng giống như kiểu là cái skill chiêu thức này này. Không biết là bị ngắt thì sao đây. À, nó cũng tương tự như cái skill này thôi. Tức là tích được bao nhiêu thì gây ra sát thương bấy nhiêu nha. Nhưng tích càng lâu thì sức sát thương gây ra càng khủng khiếp đấy. Tiếp theo là Ninh Tâm. Thì đây là một kỹ năng bị động, có khả năng mê hoặc các bạn ạ. Và cái tầng thứ 3 thì chúng ta sẽ có thể là học thêm được một số skill nữa khá gắt. Phóng 3 bẫy quanh bản thân. Địch nếu như mà dẫm vào thì sẽ bị nổ nha. Bị trúng choáng. Ngắn rồi trong vòng 0,5 giây. Đồng thời mỗi 2 giây thì tăng thêm công này. Gây 55% sát thương và giảm tốc của kẻ địch. Được đấy. Mặc dù là môn phái này máu nó hơi yếu. Thế nhưng mà nếu như bị áp sát thì vẫn còn skill này để gọi là cầm cự được một tí nha các bạn. Hổ thiểm. Đây là một kỹ năng chủ động. Có thể là xóa khống chế xong nhảy lùi ra xa 8 ô nha. Xạ kích một địch trong 4 ô xung quanh khiến địch giảm tốc. Nhưng mà để mà có thể áp dụng được thành thạo cái kỹ năng này thì thực sự với các bạn luôn, hiện tại là mình đang chơi trên giả lập. Để mà có thể sử dụng thành thạo được cái kỹ năng này ấy, thì chắc chắn là mình phải sử dụng đến điện thoại rồi. Chuyển sang mobile để có thể là chơi mấy cái kỹ năng này nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì những cái kỹ năng này thì mình thấy nó sẽ có ích khi mà chúng ta đi PK ấy. Cái khả năng gọi là thoát pressing cực kỳ tốt nha. Tiếp theo bị động đây là kháng bạo này. Thêm một bị động nữa là tăng sát thương bạo này. Đây là tăng phòng này. Một kỹ năng chủ động là hóa thành linh hồ này. Giải trừ tất cả các hiệu ứng giảm tốc và giảm thuộc tính. Đồng thời tăng 20% khả năng né tránh và 20% tốc độ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời hồi phục ngay lập tức 10% sinh lực. Khi ở dạng linh hồ sẽ miễn nhiễm với tất cả các hiệu ứng bất lợi. Khi trạng thái linh hồ kết thúc sẽ nhận được 20% hiệu quả hút máu. Wow! Được đấy chứ! Skill này là khủng khiếp đấy các bạn ơi! Kinh khủng đấy! Chủ động trạng thái dục hỏa tự thân tăng 5%. Đây là trạng thái đầu tiên này. Gọi man đằng để truyền nhiễm giữa mục tiêu địch. Công địch bị ảnh hưởng kèm 15% công. Gây ra 300% sát thương và choáng 2 giây. Có sát thương cao và có choáng nha các bạn. Wow, có giảm tốc luôn này. Lại tiếp tục gây thêm choáng. Đây là một trong những cái skill mà khá ổn áp nha các bạn. Gọi thêm một thằng nữa. Oánh khá thốn. Đây level 2 là trạng thái dục hỏa. Thì tự thân tăng 5% sát thương bạo này. Tăng thêm 12% bạo và kéo dài 8 giây. Tổng kết lại thì mình thấy môn phái liệt sơn cung thủ này thì chơi sẽ rất là sướng bởi vì có thể đánh tầm xa. Và nếu như mà khi chúng ta đi phụ bản mà đông người thì nó sẽ rất là có lợi luôn. Và cái khả năng mà đạt MVP trong cái phụ bản đấy thì cực kỳ là dễ dàng. Tuy nhiên nó sẽ có một cái khó khăn dành cho những bạn nào mà chơi một mình ấy. Thì nhiều khi các bạn không thể kiếm được tổ đội mà trên quái. Thì sẽ gặp khó khăn đối với những phụ bản mà đông quái như thế này. Nó sẽ cắn máu của các bạn là ối rồi ôi luôn. Do là cái khả năng chống chịu của môn phái này nó không được nhiều. Nhưng cái bộ skill đây chủ yếu thiên về sát thương. Thì em cung thủ liệt sơn này này. Thì chúng ta cần phải có đồng đội nha. Và cái thứ hai nữa là khi đi PK thì độ khó của nó khá là cao. Khi mà chúng ta cần phải sử dụng nhiều vào kỹ năng gọi là tay nhanh hay không này. Rồi thì cách cài đặt combo để có thể là liên tục gây choáng cho đối phương. Thì lúc đấy chúng ta mới chiếm được ưu thế nha các bạn. Thì đấy là tổng quan về môn phái liệt sơn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể là xem review về nhiều môn phái khác nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.